Thưa quý vị, hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia 10 tháng 10 năm 2024 với chủ đề phổ cập hạ tầng số và sáng tạo ứng dụng số để phát triển kinh tế số, động lực mới cho tăng trưởng kinh tế và năng suất lao động, Ủy ban Nhân dân thị trấn Long Hải, huyện Long Điền đã tổ chức lễ phát động. Tại lễ phát động hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia, lãnh đạo thị trấn Long Hải, huyện Long Điền yêu cầu các ban ngành, đoàn thể thị trấn, 12 tổ công nghệ số cộng đồng tích cực phối hợp với các đơn vị viễn thông đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân cài đặt, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng VNEID, dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, kỹ năng an toàn trên môi trường số cho người dân. Sau lễ phát động, các đại biểu đã tham gia diễu hành trên nhiều trục đường của thị trấn để tuyên truyền về chuyển đổi số trong nhân dân.